thời tiết đang chuyển mùa, nhiệt độ mở màn hạ xuống và sẽ có xu hướng rét bước hơn. Ngoài việc giữ ấm, gamer thủ cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống và tham gia cộng đồng dục để đẩy mạnh khả năng chống chọi với thời tiết của cơ thể. Vì sau khi thời tiết chuyển mùa chúng ta lại phải chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn. Nếu gamer thủ có ngại nghiệm dưỡng sinh, gamer thủ chắc chắn sẽ biết đây là thời điểm nhạy cảm, thời tiết đổi mới, đau ốm phát sinh, sức đề kháng của loài người suy giảm, rất dễ bị đau ốm tấn công. Sau đây là những lời khuyên dưỡng sinh dưới góc nhìn của các lương y đông y trên kênh Bác sĩ Gia đình, gamer thủ nên tham khảo sớm. 1. Nên ăn nhiều thực phẩm tốt cho phổi, lá lách và dạ dày. Rửa sạch sẽ khoảng 20g bát hợp và ngân nhĩ, 50g khoai mỡ cho vào nồi và nấu trong nửa giờ, sử dụng mỗi ngày một lần. Khoai bát hợp có công dụng làm ẩm phổi, nấm trắng ngân nhĩ có thể làm ẩm phổi và lá lách, giúp giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng miễn dịch. Khoai mỡ có công dụng đẩy mạnh công dụng hoạt động của lá lách và nuôi dưỡng ôm, cải thiện khả năng vận chuyển của lá lách và dạ dày. 2. Duy trì nhiệt độ công việc và nghỉ ngơi xoàng xuyên. Thời tiết đổi mới, gamer thủ cần đi ngủ sớm và dậy sớm. Bạn có thể có được rất nhiều tinh khí khi gamer thủ đi ngủ sớm, và phổi có thể được kéo dài sự linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ thói quen đi ngủ sớm và sâu trước 11 giờ đêm và thức dậy vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng. Hãy giữ cử chỉ khoan thai và chậm rì rì lại khi gamer thủ thức dậy, không nên hoạt động quá nhanh. Vào buổi sáng, tốt nhất là mở mắt và vận động, di chuyển đầu và tay chân trên giường cho đến khi tỉnh táo hẳn thì thế hệ rời khỏi giường. 3. Tập thể thao nhiều hơn. Thời tiết chuyển mùa là thời điểm tốt để cộng đồng dục. Hãy cố gắng chọn một bài tập yoga mềm mại, đi xe đạp hoặc đi bộ, v.v. Để cơ thể gamer thủ có thể ra mồ hôi nhẹ, gamer thủ không cần phải cộng đồng dục vất vả vì có thể sẽ làm tổn yêu mến dương khí. Thông soàn gamer thủ có thể xoa bóp các huyệt vị như huyệt thần khuyết để có thể phát triển cảm giác ấn áp cục bộ, từ đó mang lại hiệu quả làm ấm lá lách và dương khí, đồng thời có thể ngăn ngừa tiêu chảy. 4. Làm tốt việc giữ ấm cho cơ thể. Khi tiết trời se rét mướt, gamer thủ nên giữ ấm lưng và lòng bàn chân. Chỉ cần gamer thủ giữ ấm được dùng lưng, gamer thủ có thể duy trì sự cân bằng âm dương. Ngoài ra, khi gamer thủ ngủ vào ban đêm, hãy cố gắng đóng cửa sổ để ngăn cái rét mướt xâm nhập bỗng nhiên ngột vào cơ thể trong khi ngủ. Không những thế, hãy cố gắng đắp một chiếc chăn mỏng tanh hoặc mặc một bộ đầu ngủ dày để tránh cảm rét mướt xâm nhập vào vùng rốn, gây đau lưng và tiêu chảy. 5. Duy trì một thái độ sống tốt. Thời tiết chuyển mùa, cảm xúc của mọi người sẽ đổi mới rất nhiều vì giảm ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên mất tất cả mọi thứ. Vào mùa thu, gamer thủ nên duy trì một tâm lý tốt, không để tâm trạng dao động quá nhiều, ngăn ngừa sự đổi mới thái độ bất ngờ như đang vui lòng lại chuyển sang trọng cáo cáo và dễ rơi vào những cảm xúc xấu. Hãy cố gắng duy trì trạng thái tâm hồn vui lòng nhẹ nhõm, mọi suy nghĩ giữ lại sự thanh thản. Hàng ngày, nên cố gắng cười cợt xoàng xuyên để có thể điều hòa các cơ quan hô hấp, cân bằng vùng bụng, ổn thỏa nội tạng và vùng ngực. 6. Ăn cháo. Thời tiết đổi mới, gamer thủ nên ăn ít hoặc hạn chế tối đa đồ ăn rét mướt và cay, nếu không sẽ làm hỏng lá lách và dạ dày. Mỗi buổi sáng, gamer thủ có thể ăn một bát cháo để đẩy mạnh cho lá lách và dạ dày, đồng thời cải thiện sức đề kháng, chẳng hạn như cháo sen, cháo gạo và cháo nấm trắng đều có thể mang lại hiệu quả nuôi dưỡng ôm và giữ ấm. Vào mùa thu, gamer thủ phải giữ ấm cơ thể và ngăn cảm rét mướt xâm lăng cơ thể. Đặc biệt ở vùng rốn, nơi có ít mỡ dưới da bao dây xung quanh cơ thể và các dây thần ngại được phân bố dày đặc, có thể dễ bị cái rét mướt xâm lăng dẫn đến tiêu chảy, trứng bụng và đau bụng. Ngoài ra, bàn chân nên được giữ ấm để tránh cảm rét mướt và viêm phế quản. Theo bác sĩ gia đình,